từ 6 giờ ngày mùng 6 tháng 9 đến 6 giờ ngày 21 tháng 9, thành phố phân 3 vùng chống dịch. Vùng 1 gồm 10 quận: huyện Tây Hồ, Ba Đình, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hà Đông, Thanh Trì, Hoàng Mai. Một phần địa giới hành chính của 5 quận: huyện Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín. Vùng 1 tiếp tục thực hiện chỉ thị 16 và áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn với nguyên tắc ai ở đâu, ở đó, người ở vùng nào, ở vùng đó. Đây là khu vực đô thị trung tâm với mật độ dân cư cao, tập trung các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ. Thành phố xác định khu vực này là vùng đỏ, nhiều trường hợp nguy cơ cao. Hiện có 53 đường qua sông kênh kết nối vùng 1 và vùng 2, 3, thành phố sẽ đóng cứng 30 đường kết nối không thuận lợi cho giao thông, lập chốt kiểm soát tại 23 vị trí. Lực lượng liên ngành tham gia chốt do công an chủ trì, trực 24 trên 24. Thành phố yêu cầu cơ quan chức năng chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng, bảo đảm không đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu, thực hiện tốt an sinh xã hội, tăng cường shipper vận chuyển hàng hóa thiết yếu theo đặt hàng của người dân. Vùng 2 gồm toàn bộ địa giới hành chính của 5 quận, huyện, Long Biên, Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh. Toàn bộ vùng 2 áp dụng chỉ thị 15 và một số biện pháp ở mức cao hơn theo từng phân khu trong vùng. Vùng 3 là toàn bộ địa giới hành chính của 10 quận, huyện, Ba Vì, Sơn Tây, Phúc Thọ, Đan Phượng, Thạch Thất, Quốc Oai, Trường Mỹ, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Phú Xuyên và một phần của 5 quận, huyện của phân vùng 1, Nam Tử Liêm, Bắc Tử Liêm, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín. Vùng 3 áp dụng chỉ thị 15 và một số biện pháp ở mức cao hơn theo từng phân khu trong vùng về sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và sản xuất nông nghiệp hỗ trợ vùng 1. Thành phố Hà Nội sẽ đóng cứng 30 đường kết nối giao thông từ vùng 1 đến vùng 2, 3, để lại 18 đến 23 đường cầu lớn. Theo lãnh đạo Hà Nội, mục tiêu của phân vùng để siết chặt vùng 1, kiểm soát luồng ra khỏi vùng 1 sang vùng 2 và vùng 3. Thành phố xác định giảm tối đa người di chuyển liên vùng, kiểm soát chặt chẽ và chia sẻ áp lực chi phí xét nghiệm test nhanh kháng nguyên RT-PCR khi có nhu cầu di chuyển liên vùng. Các quận, huyện Thị xã quyết định việc phòng chống dịch bệnh, tổ chức hoạt động sản xuất cho phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh tại vùng 2, vùng 3. Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã thống nhất, sau đợt giãn cách thứ 3 ngày mùng 6 tháng 9, Hà Nội sẽ thiết lập 3 vùng chia theo mức độ nguy cơ và đặc điểm địa lý, dân cư, sinh hoạt, sản xuất. Hiện, thành phố có 6 ổ dịch phức tạp gồm: Ngõ 24 Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai; chợ Ngọc Hà, quận Ba Đình; phường Văn Miếu, Văn Chương, quận Đống Đa; phường Thanh Xuân Trung quận Thanh Xuân và xã Tân Lập, huyện Đan Phượng. Cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư 3.409 ca, trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.559 ca, số ca mắc là các trường hợp đã được cách ly 1.850 ca.